Nay tôi đãi cho Phật tử với bánh xèo. Thì thật là đang bánh xèo buồn lắm, thiếu người thân, nhưng mà cũng còn lại thì một ai thì vui đấy, chứ còn mất mát thì cũng đau buồn. Để tôi quay lén nghe. Đi ngồi đi ngồi đi, tôi quay lén rồi, còn chút còn chút còn chút. Nè, Phật tử đang bánh xèo ngon không? Bác sĩ, ăn bắp không? Dạ, bắp ngon. Hả? Bánh xèo đang bốc mà. Chính quay lén mà ra cái gì hay rồi. Nè, bà con thấy không? Thấy bà con thì... Là chim ở đây. Ngày trời thì bánh xèo vui không? Dạ, vương thầy ngon lắm này. Thôi còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Dạ. Những đời thì gió khỏi mây trôi gì đó. Đó. Tôi làm mà ai ăn là tôi vui rồi, tôi không cần ăn. Thầy ăn, thầy ơi, phải ăn, thầy đến chút thầy đói. Mẹ, thầy thấy chưa? Thầy thấy bánh xèo. Tâm Thiện ơi, ai qua đây ăn bánh xèo Tâm Thiện ơi. À. Ông bác không ra hả chú? Con kêu rồi, bác ấy nói ngon. Hả? Bác ấy nói ngon. Thôi, thì mình ăn, mình lâu mình ăn đi. Khổ ghê vậy đó. Nè, hồi mấy cô hái mấy tế bầu đi nha. Dạ. Tặng mấy cô hái bầu về ăn. Tại mình không có bầu nữa, phải hái bầu về chứ. Lớn tuổi rồi, hiểu không nói không? Không có bầu nữa, phải hái bầu. Quỷ sứ, đừng la tội nghiệp nha. Nói giỡn. Thì lớn tuổi rồi, có vui được cái vui. Đừng có quá à, thôi. Nói giỡn đó mà. Ủa thì người ngồi cao, người ngồi thấp vậy ta hả? Kệ. Ăn về đi ha. Ngồi dưới đất cùng sông, còn đàn xanh đàn đỏ ngoài độ cũng sông dễ mà thầy. Ồ, đũa, 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 đũa. Đây nè thầy. Dạ. Thầy có chỗ này ngồi ăn uống sướng thiệt đó chứ. Nhưng mà này nó không có điện, không có điện nên nó không có quạt. Rồi mà vậy cũng đủ rồi. Nhưng mà nếu thầy. Bây giờ bắt đầu 1-2 tháng nữa đó. Dạ, dạ. Thầy rồi mình ra đây là nó mát. Ăn tươi canh chua. Tôi không biết ai bạn được không á. Bây giờ tôi đâu có dám ra đụng tới nó. Ừ. Gì con? Dạ ớt. Cay á hả? Con không biết nhưng mà con không có dám đụng tới, con sợ cay á. Cay ăn ngon. Cay ăn lớp cũng mà được. Cay quá thì bị sặc, mình nghĩ mình thích ăn cay. Đúng rồi, em cay bị sặc. Dạ. Ăn chua hà. Con bánh xèo giòn không vậy? Ngon, ngon thì. Còn bột nhiều lắm kìa. Dạ con ăn bột, còn cái nhân thôi. Con thích ăn bột rồi. Giống như nấu canh chua, thích ăn nước. Cái cuối cùng tôi thất bại, nó không có đẹp vậy, nó đem ra. Mà bột không à? Dạ. Tôi lấy cho con nghe. Dạ đúng cái này, đúng sao rồi. Dạ thôi thầy ơi, ở đây còn nhiều lắm. Nói đi. Có bột phải có đêm không? Có chứ. Dạ. Hôm đó ngày nãy ăn thử vậy. Chứ mấy mình đổ ra mình làm liền. Đồ cá thì cũng phải ngâm. Phải làm lâu lắm á. Nhưng mà nó thiệt lòng á. Cái người biết nấu thì nó gọn gàng. Không biết nấu bằng nhiêu đây bài chết luôn á. Đúng rồi. Nên là vậy mà thà tôi làm mình nè. Nhưng mà không biết á. Có cái gì là nghiệp, vừa ngại không biết làm gì. Vừa rồi hàng qua sàn lại bắt công chặt chỗ thầy nữa. Cô ăn thử canh chua chưa? Dạ chưa. Tại vì bánh xèo cái này là rau đắng rồi phải không thầy? Dạ đúng rồi, đó kèm đó. Đúng rồi, rau đắng. Chị Hải nói không phải lộn. Đâu đưa coi coi. Rau đắng làm sao? Rau đắng đó, ở đằng đó có gì? Đâu trước cổng ra làm sao? Dạ cổng ra. Giống như ngò ôm vậy đó, nhưng mà nó là rau đắng nè. Ồ, ở đây không thấy. Dạ. Ăn mà nếu mà đặt trường hợp luộc á thì nó lại cay. Ồ, đắng lắm. Người ta nó ngủ rồi hả? Cay trước khi biểu nó hang ăn nó quất 3-4 tô canh. Nói kêu nó là tại đáng tưởng con mình cũng tàn hiệu. Tôi thích mấy đứa nhỏ thì mình kêu nó mình là giống như mình đâu ra qua vậy đó. Dạ. Chắc nó thích canh chua. Canh chua dễ ăn. Từ mà cái tuổi bằng tôi đã xuống á, tôi mới dám xưng thầy.
Yeah. Kêu nó là thương vui, giống như mình là người lớn. Yeah. Còn tôi không có dám hỏi Phật tử, không phải là tôi giảng thẳng, nhưng mà nói chuyện là tôi cung kính lắm. Lớn hơn tôi là tôi không có dám dám chuyện thân hương lắm với thưa thầy thôi. Sao tự nhiên cái lâu cái tay của con bị gung nhẹ. Con sắp sửa đến xe lăn á. Con vỡ bé thì sao thầy? Vỡ bé. Trời ơi em tối rồi bé. Tôi nói cho thầy trò tôi hiểu thôi, đàn ông hiểu. Không, cái cẳng con nằm á, ai con cẳng cái nó bẻ đau. Để lớn tuổi thì nó khôn. Bây giờ mình đụng trò cho cái gì vậy? Bây giờ mình đụng trò hết đó. Đau quá thầy ơi. Còn tôi nói vậy này, tôi nói gì con biết không? Dạ không. Giờ bò quá đó, cho nên nó sẽ đi xe lăn sớm á. Giờ mình nhiều trò lắm. Gặp có vậy mà. Có không thiệt không chú? Số đời qua. Nhưng mà không biết người ta lấy không? Số anh là số đời qua, mà nếu mà ngặt nổi đó mà gặp em đào mỏ thì hai ta cùng đào. Đó, mà thử ai đào hơn. Số anh số đời qua, gặp em đào mỏ, hai anh cùng đào, hai ta cùng đào, đào ai, đào bà nào nữa, đào người thứ ba. Không phải, đào đến bà thứ tư. À vậy hả? Nó bằng tay ta làm nên tất cả rồi, với cái người sổ đá thành công. Cứ đào đi. Cái đó là hơi quá đế, con có hủ mà. Không phải mà thầy Tài khen thầy Tài chứ. Mấy cô mặn canh chua bá té bồ chát luôn. Dạ đúng rồi nè. Không bực bữa nay nè. Tại vì nó nguyên một nồi táo. Rồi lại bắp nữa, bắp ra rè, ăn đầm bốn trái, bắp bỉ nha. Bắp bình ăn hả? Ủa trời phố lên nè, bắp Mỹ á, chứ không phải bắp. Đàn bốn trái rẻ quá ha. Ừ. Mà tươi xối à. Chắc mùa bồ này mùa rộ quá. Cái này cái quế của thầy nhỏ quá. Bây giờ nó mấy bữa nay nó không có tôi đâu. Bây giờ không có bia đó, thiếu bia. Chắc thiếu nước hay là không có bỏ phân thôi. Cô nói à. Càng nhỏ càng tốt. Tối nay ông làm mấy hồi tối lén đi rồi. Tối đi đâu á. Đi đâu ra rồi biển á, tới khuya về kêu cửa nè. Ai? Ông này nè. Thì đi cho biết chứ. Ở số đời qua mà. Đi cho vui. Rồi. Ăn gì? Có thích ăn gì? Dạ con thích ăn cái giỏ rồi nè. À, có cái giỏ nào. Dạ, thôi được rồi, để con ăn em chua với bún đây này ơi. Bún này phải làm ngon ghê. Mình vui, mọi người vui. Đây, giỏ không nè. Ở Mỹ mà có những ngày mà ngồi chung vậy đâu phải dễ đâu, mấy cô lo. Mua dễ, dễ có. Mua sắn này thầy trồng hay là thầy mua vậy? Sáng mua anh đọc hoài đi sáng mua sáng trồng khó trồng không chưa chắc thì không biết trồng bằng cách nào. Ăn này là phải uống này hoặc coca cola nó mới xuống. Có đường không? Ghi rô đường không có đường, đó là hợp với cô Dù Hải vậy đó. Oh wow, ghi rô sugar. Yeah. Nhớ đợi ngỏ có nhiều khi nhảy sugar free ha. Đó là ghi rô sugar. Sugar free thì ta không hiểu được. Đúng rồi. Cắt ngang chỗ nào vậy chú? Em cũng vậy á. Không, không đường. Không có đợi sugar free. Thấy cái này còn dễ hiểu. Cái từ kiện nó hơi nó cao hơn chút xíu. Dùng cái chân viết á thì nó nhiều hơn. Cái này mình nói từ đơn giản hơn. Mình nhìn vô mình dễ, còn cái kia thì phi cái gì, không biết phi cái gì. Đúng là phi dạ, cái gì cũng phi. Nấu sugar dễ hiểu lắm. Sugar vào. Sao làm hay quá ha. Cái này tốt mà.
được đường như chanh với lại lam, chanh vàng với lại chanh đỏ, chanh xanh nè, thấy không? Quê mình là lam. Chanh với lam. Cái trái, cái trái của em này nè, nó chua lắm rồi nha. Nó chua dữ lắm mà. Mà bánh hết rồi hả? Nên cũng cực lắm. Con dớm thôi. Đúng đó. Để ăn bún chứ. Nhớ đó. Để ngay chính giữa này. Ta này mua bánh kẹo mà đậu ăn á. Đừng mua một loại bột, mua hai loại bột, hai hiệu. Và vô rất là ngon. Rồi đổ nước cốt dừa vô đó nè. Nước đó đổ ngâm nửa tiếng. Cho nó ngừ ra, đổ nước trong. Xong rồi bắt đầu để chai bia vô. Đúng rồi. Nó mới giòn, nó mới ngon kìa. Sợ thì không thích đó. Nếu mà không phải là nó rượu hành, nó rượu bia bỏ vô. Bia nó giòn lắm cô ơi. Phải có vậy nó mới ngon. Xong rồi đó. Bắt đầu cái niêm nếm hết rồi cái này gần đổ để nước cốt dừa thì nó không có hư, nhưng mà còn để nước cốt dừa sớm á nó bị mùi. Rồi xong rồi không hết á là bỏ vô tủ lạnh liền, lại buồn buồn cứ quậy ra ngày lấy muỗng quậy ra đổ ăn để một tuần cũng không hư nữa. Ủa bia nó giòn lắm vậy, hồi đó tôi đâu biết mấy tay dạy thằng này bia giòn. Dạ đúng rồi, phải phải có bia đó nó giòn. Nó giòn, hôm trước không có, tôi đâu dám đi mua, không dám mua. Tới từng có ông ngọt cụ này nè. Nãy em tính nói thì sợ xảy la đó. Thôi, không phải, không có cấm nhưng mà kỳ đi. Tôi không không dám đi mua. Cái sao rồi tôi biết rồi, mình nói thẳng rồi, mình nói nó là food, food vegan. Cái nó ba, ô mô phạt lại không? Chào chị. Thôi chị. Vô đây. Cả xe lửa thì có thể đi vòng lại cũng được hết. Rồi vô cho ngồi trong. Dạ. Cũng rồi hả? Con xong rồi. Ngồi xe khen vui. Con ngồi xong rồi được rồi. À, rồi. Đã có trong nè. Con đưa bánh nó lên. Trời quên. Khỏe vô. Đấy, hết rồi, hết đồ ăn rồi hả? Không sao. Không sao hết. Không sao đó, đồ ăn nhiều lắm đừng lo. Thầy cô vô trong luôn, vô ghế luôn. Rồi. Lái xe xuống hả? Dạ, em lái đánh tan anh đàn đó. Dạ, rồi vậy đó. Em phải về. Ủa, mấy cô biết cô này chứ hả? Biết có trời, em mất chục năm rồi mà. Biết em mới ra. Rồi vô ngồi đi cho ta ngồi. Một ảnh nè. Ui vậy đó. Dạ. Bỏ ra luôn. Biết mấy cô này. Hồi đó Linh Đá đây mà. Đúng ở đây. Dân kỳ cựu đây mà. Mấy chục năm rồi. Đó là dân kỳ cựu có qua đây trước năm 75 mà. Ở đây. Rồi. Qua năm nào? 73. 72. Cuối 73. Vậy là cũng tiền cũ ở đây. Trước năm 75. Trước năm 75. Trước năm 75. Rồi thế chị em mới chùa gặp mấy mới dọn đi 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 về về. Ô. Giờ hiện bây giờ. Đưa giờ ở đâu? Ở đâu? Ở nhà ở Floyd đang ở bên ký sinh hôn ở Floyd. Chúc cho địa chỉ đi Linda. Chạy qua bên đây à? Rồi, cái bánh đó bước đi cô đang đi. Đeo nó đi, tôi xong rồi. Rồi mua qua đây. Ủa rồi. Vì tụi con đã chạy qua đây xa lắm à. Florida ở Georgia, Atlanta, Georgia. Rồi ở nhà bà chị rồi mới chạy qua đây. Chạy qua đây để tâm tan anh đang. Ngồi chơi đi cô. Con ngồi đây, con ngồi đây thầy. Con có cái ghế rồi. Có không? Con chị cũ đây mà mới biết mấy cô. Phải đi chùa. Đi chùa. Cái chị này thì trước khi đi chùa lâu lắm rồi. Sao nhớ hay quá. Sao nhớ hay quá. Nhắc rồi mình nhắc đâu quên rồi nhắc đi. Em quên rồi đó. Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. Anh Đăng. Ở tiệm em. À nhớ rồi. Ở tiệm em. Anh Đăng cũng vậy, mình lại tiệm anh Đăng năm 81, anh Đăng làm đồ hũ với giá đó nhớ không? Dạ, dạ. Anh Đăng thì em biết lâu lắm rồi, nhưng mà hồi đó không đi làm đó rồi. Có nhà rau, hả không? Em đi kẹt rồi một cái xe lửa, rồi bỏ cái đó, cái chạy qua chỗ khác cũng bị kẹt một cái xe lửa. Đó, đây, đó. Lâu lắm. 45 rồi. Anh Ba Hồng mà nói là nhắn cho con nói ảnh có gọi thành thầy chưa? Gọi mà rồi đang giảng mà. Dạ, à hẹn thì nhắn con nói thầy bữa nay lên không được, ngày mai lên. Rồi con nói ngày mai con không gặp ảnh được đâu, chưa chắc thì con ngồi ở đây. Xong mình lái xe hay quá, lái xe mình hả? Dạ, lái xe mình, lái xe chở bà chị ở Georgia rồi về North Carolina. North Carolina thả bà chị ở đó, rồi mới xuống đó. Hay thì mình có chạy. Dạ, mình chạy. Chạy vòng vòng vậy đó. Dạ. Vậy là tôi đồ hàng. Hay vậy? Ừ, đúng dạ. Rồi. Thôi, nó tôi đồ hàng.
tôi hỏi nè, giờ hỏi phim chuyện nè. Dạ. Nước tương bánh xèo giờ đúng kiểu chưa? Đúng rồi. Dạ, thầy nói là hết sảy rồi. Thầy gặp Pháo đâu? Ủa, ông đem ra đâu rồi? Ông ăn hết rồi. Hết rồi chứ. Hai trái, đưa trái, đưa trái, đưa trái, đưa trái, dì trái, cháu trái. Không, lấy cái này. Ừ, ăn lấy em. Đi chua. Đi chua ngọt ngon lắm. Con nói cái gì con cũng ăn mà thầy á, ông tin. Con thì dưa chua cà pháo con không ăn. Dưa chua ngon lắm á. Ủa, nhưng mà cái dưa chua của thầy lạ quá, không có ngọt. Không có đậm đà hả? Không có ngọt đậm đà hay gì? Không, không làm vậy giờ mình muốn ăn á mình thêm. Không, mình mà đưa cho cô mình biết về mà ông chơi không đậm đà, tôi biết ai đưa cho cô miếng ơi. Cô thử hả? Không ăn vô mà. Không đưa cho cô thử miếng cái đậm không? Tức tức quá. Đưa cho cô gắp miếng rồi, gắp cho cô đi. Trời đưa tôi làm vậy mà nó không đậm đà. Chú nói á là ngọt. Nếu mà ngon á là phải ăn hết hũ mới ngon. Tôi là cái chất miền Nam, cái gì cũng ngọt đó mà nó không đậm đà, tôi nói chết rồi. Điều này là tiểu đường sắp sửa là. Chị khỏe không chị? La la vậy nó mới vui nghe mấy cô. Dạ. Cái mấy ông này nhỏ nhỏ chứ gan tôi la cho vui. Đi đâu quên đó bổ nguyên bóp trong qua mặt. Vậy đó. Chạy về. Mở xe ra. À tiện đâu chỉ nha cô. Dạ. Tiền để ống nào chỉ. Dạ không sao. Cái chạy mà bỏ luôn qua mặt cái đi về. Cái mở xe ra lấy đồ ăn vô á, thấy cái bóp không có. Trời ơi, cái đường chạy 35 á, tôi chạy 45. Tôi nói kệ nó cảnh sát mà có phạt tôi nói thiệt. Tôi bỏ cái bóp qua mặt chết rồi. Cứ tôi vô á, sao cái bà bả thấy mới nói chứ. Mày bỏ bóp đây hỏi sao biết, của nó thấy cái mặt mày rung tôi biết bỏ cái bóp đây. Mà trong bóp có 20 đô rồi. Mà để ra là tao để trên cái để đổ vô đổ chung rồi. Để đâu? Máng lên đó. Má ở đâu? Trên cửa. Ồ, có chắc nước này nè. Ôi, chắc cái rau này là mờ là không có chỗ khách à, khách mắc. Rồi tiệm 7-Eleven, 10 giờ đêm, bỏ ra luôn. Ngày mai 10 giờ sáng rồi. Ôi, chắc rồi. Mấy đứa nó biết mặt. Rồi ăn thử cái gò gai mình trồng coi, ăn thử coi. Ừ. Ngộ coi nhà mình trồng gì nó thơm quá nha. Quên dữ lắm. Thầy có khuyên tâm quên dữ lắm. Không, thầy trồng, thầy đổ bia đó. Đâu có. Con nói là nó đi lòm hết màu nội rồi. Biết rồi. Còn vô tiệm 7-Eleven 10 giờ đêm bỏ nguyên cái bóp đó luôn rồi đi về. Rồi sáng mai thì làm vô tiệm 7-Eleven khác. Chỗ cô làm á, qua đó mua cà phê. Chết cha không có bóp. Cứ chạy về nhà mình với vừa chạy vô mấy đứa Mỹ đó, tôi cất về mày rồi. Trời. Đúng rồi, mấy bà nói hên á, nó lấy ra đây. Nó lấy tiền ra thùng rác, giục quốc rồi thùng rác rồi. Bây giờ mới bắt cái driver license này, giờ không biết cái đâu, mới đi xin lại 20 đô nè, thiệt. Không biết bắt cái đâu nữa, driver license nè. Thiệt, mới đi xin ông xã chở đi hôm qua, hôm kia. Bà nói đóng 20 đô thôi. Để muốn có thuốc mà não á, thuốc não á. Cái não là gì cô? Em uống 4-5 năm rồi. Về cái trí nhớ á, lát anh đưa chị coi. Em có chụp cái hình. Ok. Mà tôi đâu uống không bằng đâu cô. Cái đó hơi bắt một chút mà có cái loại, viên cái loại mình đồng. Nó hết cái não ra đó thì nó mắc hơn và xem nó hết não ra cô hơn. Cứ cô lấy cái từng 1.000 đô thấp đậm thấp cô để điều cho cái gói cô nằm vậy đó là điều chứ phân cứ 1.000 đô làm thấp 1.000 đô làm thấp thấp là tự động nó hết cái đọc ra là cái não nó sáng tinh rồi. Rửa 1 triệu đô rồi làm sao không, hết không có 1 triệu đâu có 1.000 thì thấp thì cái đó đi nó, ra ngoài kia sớm nữa à. Ở đâu ngoài sớm ăn trộm nó vô á có tiếng ăn trộm nó vô nó lụm mình trước rồi nó ôm cái 1 triệu đô đi không có đâu đừng nói triệu quá vô chừng mấy chục ngàn nè không chị hả ông xã thì vẫn còn nhớ chứ gì ông xã còn minh mẫn lắm quên hơn mình nữa đâu cô nói chứ nào quên ông minh mẫn gặp tôi nói chuyện ngon không quên thiệt quên hứa đi lại làm từ thiện 9 giờ quên luôn. Trời. Mới nhớ đèn qua. Không nhưng mà kêu ổng đi chùa là ổng nhớ liền. Chị Kim nhảy đầm là ổng quay phim liền. Trời ơi, nhảy đầm lắm đó thầy. Không có cái nào cũng có nhảy đầm nữa đó. Mấy nhớ vui. Chưa? Mấy cái gì đồ sugar này nè. Tự nhiên nó bỏ cái gì đắng đắng vô, cày lắm khó uống lắm.
nhiều khi nó có sơ gừa, có chất khác, còn nó hơn chất sơ gừa là chất khác. Không phải là để cái đường mà đường có sự người không người hành tiểu đường ấy. Người ta nói bác sĩ nó chẳng nào uống có chất. Đường mà không có hại mình. Ừ. À, bớt lại để không có hại mình. À đang nói thầy uống cái có đường nhưng mà nó ấy. Nó bỏ cái thứ không có đường vô giúp của cái bị bệnh cái thứ không có đường. Đó đó, đó. À, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng khoa học cái gì? Nó có bỏ cái đường đó thầy. Đúng không? Chẳng thà thầy uống cái đường một ly thì uống nửa ly thôi. Còn thầy uống mà cái chất mà thấy thì cái không đường đường còn làm mình bệnh thêm nữa. Chắc chưa thầy hiểu được. Cái đây sugar free đó có nguyện không em? Sugar free đó. Sugar free là độc lắm. Độc lắm rồi. Cứ gọi là đường đường hóa chất á. Ờ có bị cái nó sơ nhiều lắm đó. Nhằm mở miếng đường vô thì được rồi. Mình mở miếng đường vô trong cái ly này. Vậy vậy lên là... Mới nói hiểu rồi. Ở trên này nó có cái bầu bự lắm mà kéo ra. Thôi. Chút thì con xin này, này được không, được không? Được. Thẳng sang cho đi đi đâu. Vậy mình già không có bầu, phải đem bầu về chứ sao giờ. Già không có bầu. Có cái bầu nó thay là màu xanh. Màu xanh. Quỷ, em hơi đụng đụng quỷ sứ. Chị với em thôi, chị muốn vậy à. Thầy, thầy bữa nào con về á, thầy, thầy cho con bức cho con vài cái. Tôi xin con về con trồng. À, bà trồng được cái mùa này, bà lát mùa. Chị bữa nay cái cây con á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, cái cây già gắm mới lên nè cô. Cây già gắm mới lên, mùa này gắm mới lên nè. Cái chỗ Bombay gần ở chỗ tổng thống ở Florida cái mảng cầu nó kỳ lắm. Nó còn giống cái na đó. Trắng chứ. Bạn na, bạn na đó. Quá na. Quá na mảng cầu ta. Ờ mảng cầu ta thì đi. Mảng cầu Tây nữa nhớ không? Ngọc Sim. Cầu Sim thì sao có phải cầu Tây. Sim. Florida bán cái đó nhiều lắm. Ừ. Rồi, nó trọng đó hả chú? Florida trọng bệnh hả? Con mà đi tiểu bang nó con mua con mua cái đó tại vì mình nhét không phải mình nhét nhiều quá nó nặng á nó đè cái chơi rồi cái gì mua hồi đi kỳ pho chơi đó mua gần 300 đô có gì thầy làm sao thầy cẩn cẩn quá thầy Florida cũng chỗ nghe không phải chỗ nào cũng có trái cây trong nó mua gần 300 đô dùng hết á vậy đó hả không tại vì kỳ á đi á thầy á cứ quay con vài mai mốt là cứ toàn là phật tử là gái không nữa lại hỏi thánh hả thánh là thánh tên nữa rồi.